May và hôm nay là rất hữu duyên rồi. Rất hữu duyên hôm nay là An Tây có nhân duyên là để đón tiếp chuyên gia người Nhật ngắm cây và thưởng lãm cây và đưa ra một số lời bình và bình phẩm, thì anh có thể cho em biết một chút về cái lời bình phẩm của chuyên gia bên Nhật, người ta nhìn nhận về cái phong cách chơi cây của người Việt Nam này. Ở mình thì bây giờ ở bên Nhật ấy, với lại bonsai của Nhật của mình thì nó hơi khác nhau một chút. Cái cây của này của mình ấy, thì bây giờ đang rất là rõ ràng là đang thể hiện là con hạc rất là rõ ràng, rất đẹp, với lại từ dưới lên từ nước lên lúc nào cảm giác là rất là mạnh mẽ. Sự mạnh mẽ. Nên là ở Nhật thì người ta để kể cả những cành khô ấy. Để những cành khô nó sử dụng cành khô cho người nhìn, khi nhìn vào nó sẽ cảm thấy là có sự một chút gì đấy buồn gì đấy. Nên là nó hơi cách làm so với Nhật nó hơi khác một chút ạ. Mà cây này của bác đang rất cảm giác bác bảo là rất là đẹp, và nhìn nó cảm giác rất là mạnh mẽ, có sự từ gốc cũng dễ các thứ nên nó rất mạnh mẽ. Bác rất thích ạ. Bác rất thích cây này. Là cho em gửi lời, anh chuyển giúp em lời chào thân ái nhất và lời cảm ơn sâu sắc nhất tới chuyên gia người Nhật nhé. Rất là hữu duyên. Cảm ơn anh cho xem cây này, rất là cảm ơn ạ. Dạ vâng.